Những diễn biến mới về cuộc chiến Trung Đông, Israel tìm thấy kho vàng và hàng trăm triệu đô tiền mặt khi truy cuộc diệt tận Hezbollah. Đáng chú ý, Israel bắt 7 công dân làm gián điệp, an ninh báo động khi vị trí loạt căn cứ và cơ sở trọng yếu rơi vào tay Iran. Tại Đông Âu, đến đánh thời Trung Quốc đói, Triều Tiên tử trận ở Ukraine, nhiều người đau ngủ, lính của Bắc Kinh cũng nằm lại chiến trường khốc liệt, cụ thể ra sao? Ukraine cảnh báo Nga sẽ đẩy lính Triều Tiên vào chiến thuật biển người tăng tốc, hóa cờ thí trên mặt trận. Triều Tiên đã chính thức lên tiếng về cáo buộc điều quân hỗ trợ Nga. Mỹ và Anh nói Nga đang tuyệt vọng, mới phải nhờ đến Triều Tiên. Thực hư thế nào? Hãy cùng theo dõi trong tin nóng quốc tế hôm nay. Mở đầu là diễn biến xung đột khốc liệt ở Trung Đông. Quân đội Israel hôm 21 tháng 10 cho biết Hezbollah đã cất giấu hàng trăm triệu đô la tiền mặt và vàng trong một hầm ngầm được xây dựng dưới một bệnh viện ở thủ đô Beirut của Liban. Tel Aviv tuyên bố sẽ không tấn công cơ sở này trong khi tiếp tục nhắm vào nguồn tài chính của Hezbollah. Tôi sẽ công bố thông tin tình báo về một địa điểm mà chúng tôi đã không tấn công, nơi Hezbollah đang cất giữ hàng triệu đô la tiền mặt và vàng trong hầm ngầm của Hassan Nasrallah. Thủ lĩnh tối cao của Hezbollah đã thiệt mạng. Hầm ngầm này nằm ở đâu? Ngay bên dưới bệnh viện Al-Shahel, giữa trung tâm Beirut, khu vực Dahiya. Đây là bệnh viện và từ hai phía, bạn có thể thấy các lối vào và lối ra. Đó là những đường dẫn xuống hầm ngầm bên dưới. Lối vào nằm ở tòa nhà Al-Mahdi và lối ra nằm ở tòa nhà Salam Center. Hầm ngầm này được trang bị đầy đủ các phòng, giường, cơ sở hạ tầng cho các đợt trú ẩn dài ngày và có thể chỉ huy các hoạt động chiến đấu từ dưới lòng đất. Hezbollah đã xây dựng hầm ngầm này ngay dưới bệnh viện và hiện tại, bên trong đó có hàng trăm triệu đô la tiền mặt và vàng. Chia sẻ với Reuters, Fadi Almeh, giám đốc của bệnh viện Al-Shahel nói Israel đang đưa ra những cáo buộc sai lệch và bôi nhọ. Ông đồng thời kêu gọi quân đội Liban đến kiểm tra để chứng minh bệnh viện chỉ có phòng bổ, bệnh nhân và cơ sở này đang được sơ tán. Reuters không thể xác minh độc lập tuyên bố của Israel. Tel Aviv còn cho biết họ đã thu thập thông tin tình báo về cơ sở này trong nhiều năm. Ở diễn biến khác, phát biểu trước các binh sĩ chiến đấu ở Liban, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết trong đêm 20 tháng 10 đến sáng ngày 21 tháng 10, chiến đấu cơ Israel đã tấn công khoảng 30 địa điểm thuộc Al-Quds al-Hassan, tổ chức tài chính quan trọng của Hezbollah. Phát ngôn viên Hagari đã tuyên bố các cuộc tấn công vào địa điểm tài chính của Hezbollah sẽ tiếp tục. Diễn biến khác đáng chú ý, cảnh sát Israel hôm 21 tháng 10 tuyên bố bắt giữ 7 công dân bị cáo buộc tham gia một mạng lưới gián điệp, thu thập thông tin về các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel cho tình báo Iran. Cảnh sát cho biết tất cả 7 nghi phạm đã bị bắt, họ đến từ thành phố Haifa và các khu vực phía bắc khác của Israel. Mạng lưới này đã tham gia thu thập thông tin nhạy cảm về các căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ sở hạ tầng năng lượng, cảnh sát cho biết. Các cuộc điều tra của Israel đã tiết lộ rằng nhóm gián điệp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của hai đặc vụ Iran, được biết đến với biệt danh Orkan và Orkan trong suốt 2 năm qua. Cảnh sát này cho hay, các thành viên mạng lưới biết rằng thông tin họ cung cấp cho Iran làm tổn hại an ninh quốc gia và có thể hỗ trợ cho các cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù. Mạng lưới này đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trinh sát các căn cứ IDF trên toàn quốc, tập trung vào các cơ sở không quân và hải quân, cảng, vị trí của hệ thống vòm sắt và cơ sở hạ tầng năng lượng như nhà máy điện Hadera. Nhóm này được Iran trả hàng trăm nghìn đô la, thường thông qua các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là chụp ảnh và lưu lại các địa điểm chiến lược, dữ liệu thu thập được sẽ chuyển cho các đặc vụ Iran. Các thành viên của mạng lưới cũng được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về một số công dân Israel theo yêu cầu của đặc vụ Iran. Thông báo hôm 21 tháng 10 được đưa ra chỉ vài tuần sau khi cảnh sát Israel bắt giữ một công dân ghi được Iran tuyển dụng để lên kế hoạch triệt hạ các quan chức cấp cao, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cuối tuần qua, các quan chức Israel cho biết nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã phóng máy bay không người lái vào tư dinh của ông Netanyahu ở trung tâm Israel. Nhưng Thủ tướng và phu nhân không có mặt ở địa điểm bị tấn công vào thời điểm đó và không có thương vong xảy ra. Truyền thông Israel xác định người cáo buộc trong âm mưu thủ tiêu là Mordechai Maman, một doanh nhân từ thành phố ven biển Ashkelon. Ông Maman từng sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã đến thăm Iran, cảnh sát cho biết. Trang tin Avia Pro hôm 21 tháng 10 cập nhật tình tiết mới của vụ Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ USS Dwight D. Eisenhower.
Theo một bài viết của Học viện Quân sự Hoa Kỳ, Houthi đã dùng tên lửa đạn đạo chống hạm để tấn công khí tài này, né được hệ thống phòng không và phát nổ cách tàu sân bay Mỹ chỉ 200 mét. Dữ liệu từ tình báo Mỹ và Anh cùng xác nhận thông tin trên. Theo Aviapro, Houthi đã nhận được hệ thống tên lửa chống hạm từ Iran, giúp họ có khả năng đối phó mạnh mẽ hơn với lực lượng hải quân của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là Kalejifa, một tên lửa nhiên liệu rắn một tầng với tầm bắn lên tới 300 km, đã được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 4, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Được biết, sự việc xảy ra vào giữa năm nay khi tàu sân bay đang hoạt động trên Biển Đỏ cùng với Hải quân Mỹ. Theo Aviapro, khi Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay này, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ bác bỏ và xem đây là tin đồn vô căn cứ. Trong quá trình hoạt động, USS Dwight D. Eisenhower được hộ tống bởi một số tàu chiến, bao gồm tuần dương hạm USS Philippine Sea cùng với các khu trục hạm USS Galveston, USS Mason, USS Lapon và USS Kearney. Những tàu này đã bảo vệ tàu sân bay khỏi nhiều mối đe dọa, bao gồm các cuộc tấn công từ trên không, máy bay không người lái và tên lửa. Tiếp tục là diễn biến xung đột Đông Âu. Newsweek hôm 21 tháng 10 đưa tin, một lính đánh thuê người Trung Quốc đã chia sẻ chi tiết về việc binh sĩ Triều Tiên bị cho là đã thiệt mạng ngay sau khi cùng Nga tham chiến tại Ukraine. Lính đánh thuê này có biệt danh là Dian Yuchang và đã trở về Trung Quốc. Ông đã có một cuộc trao đổi với một lính đánh thuê khác là Li Dafu. Cuộc thảo luận giữa hai người đã được chia sẻ trên nền tảng X bởi tài khoản YU2Jelly. Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã được huấn luyện tại Nga trước khi được đưa ra chiến trường để yểm trợ lực lượng xứ Bạch Dương đang suy yếu, cũng như ngăn Ukraine phản công ở vùng Kursk của Nga. Trong cuộc trao đổi, Dian Yuchang đã nói với Li Dafu rằng binh sĩ Triều Tiên đã chịu tổn thất. Chỉ sau một ngày, có 8 người thiệt mạng, họ là những sĩ quan cấp cao, Yuchang nói. Theo tình báo Hàn Quốc, có tới 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được đưa đến Đông Âu, trong khi tình báo Ukraine cho biết nhiều người trong số họ đã được huấn luyện ở miền đông nước Nga. Patrick Conin, Chủ tịch An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Hussein cho biết, bằng cách đưa quân tham gia xung đột Đông Âu, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng có thể thắt chặt thêm quan hệ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời củng cố hình ảnh quốc tế của mình. Ông Conin nói với Newsweek, Kim Jong-un đang tìm kiếm công nghệ quốc phòng tiên tiến hơn và muốn buộc ông Putin phải bảo vệ Triều Tiên. Như vậy, Bình Nhưỡng có thể đe dọa nước khác mà không quá lo sợ chuyện bị tấn công. Ông ta hăng hái đưa một số binh sĩ của mình vào chiến đấu. Dù nhiều người không thể toàn mạng trở về, ông Kim có thể khoe rằng ông ta sở hữu lực lượng thiện chiến duy nhất trên bán đảo. Tình báo Hàn Quốc chỉ ra hình ảnh vệ tinh từ tháng 8 cho thấy khoảng 1.500 binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên đã lên tàu vận chuyển của Nga hướng đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Cũng trong tuần trước, hãng phát thanh công cộng Ukraine LIGA dẫn lời các quan chức tình báo Ukraine nói rằng Nga đang tìm khoảng 18 binh sĩ Triều Tiên đào ngũ ở địa điểm chỉ cách biên giới Ukraine vài dặm. Moscow và Bình Nhưỡng đã xích lại gần nhau trong những tháng gần đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau hơn 2 thập kỷ. Các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước này đã khiến Mỹ và Hàn Quốc lo ngại. Nga Triều cũng đã ký hiệp ước hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu một bên bị nước khác tấn công. Seoul cũng cáo buộc Triều Tiên vận chuyển hàng ngàn container vũ khí để bổ sung cho kho dự trữ cạn kiệt của Nga. Hình ảnh vệ tinh chụp tại các cảng của Triều Tiên cho thấy tàu vận chuyển của Nga thu gom hàng hóa. Về sự tham gia của Trung Quốc, Yuchang cho biết, ông có danh sách 153 chiến binh Trung Quốc đã thiệt mạng ở mặt trận mà ông tham chiến. Theo Newsweek, mặc dù có hàng ngàn chiến binh nước ngoài đã chiến đấu cho cả Ukraine và Nga kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, những bằng chứng cụ thể về sự gia tăng của Trung Quốc vẫn còn hiếm hoi. Đầu tháng này, một thành viên của nhóm tình nguyện có trụ sở tại thành phố Novosachsen ở Tây Nam nước Nga tuyên bố trên mạng xã hội rằng hai lính đánh thuê Trung Quốc đã thiệt mạng khi chiến đấu. Cũng theo Newsweek, các binh sĩ Triều Tiên đào ngũ có thể sẽ bị Nga triển khai trong các cuộc tấn công quân đội Ukraine. Tuần trước, có thông tin cho rằng 40 quân dân Triều Tiên đã bị bỏ lại trong khu rừng thuộc huyện Khomustovsky, vùng Kursk mà không có thức ăn hay chỉ dẫn về kế hoạch tiếp theo. Một nhóm gồm 18 người đã rời bỏ vị trí của họ để tìm các chỉ huy người Nga dù không được phép, sau đó đã bị phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ 40 binh sĩ Triều Tiên đã được chuyển đến huyện Lugov, vùng Kursk để tiếp tục tham gia các cuộc tấn công. Trang tin Hromadsky dẫn lời một quan chức tình báo Ukraine cho biết, tờ Bubble của Ukraine cũng đăng tải thông tin này.
Trang tin Nasdaq cũng cho hay, người Nga có thể sẽ đưa 18 binh sĩ Triều Tiên vào cuộc tấn công biển người. Đó là những người cố gắng trốn khỏi vị trí chiến đấu tại vùng Kursk nhưng bị người Nga bắt giữ. Biển người là chiến thuật quân sự, trong đó một số lượng lớn binh sĩ, thường là những người ít được huấn luyện hoặc trang bị, được tung vào trận chiến với mục tiêu áp đảo kẻ thù về số lượng, bất chấp nguy cơ thương vong rất cao. Chiến thuật này nhắm vào việc sử dụng lực lượng đông đảo để tấn công liên tục, nhằm gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, trong tháng 9, quân đội Nga đã hứng chịu thương vong đáng kể. Số binh sĩ thiệt mạng và bị thương trung bình trong một tháng đã ở mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tiết lộ rằng binh sĩ Triều Tiên đã được trang bị quân phục Nga và vũ khí do Moscow sản xuất, kèm theo là giấy tờ giả chứng nhận họ là cư dân các vùng Yakutia và Bayatia của Nga. Hôm 21 tháng 10, Triều Tiên đã chính thức lên tiếng về cáo buộc của Ukraine và Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng đưa binh lính đến chiến đấu cùng Nga ở mặt trận Ukraine. Triều Tiên gọi đó là những lời đồn vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Nga-Triều mang tính hợp tác và hợp pháp. Theo Korea Times, đây là phản hồi công khai đầu tiên của một quan chức Triều Tiên. Sau khi tình báo Hàn Quốc đưa ra loạt cáo buộc thu hút sự chú ý của quốc tế, trong một phiên họp của Ủy ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói, về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi thấy không cần thiết để bình luận về những tin đồn vô căn cứ và rập khuôn vốn nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên và phá hoại mối quan hệ hợp pháp, thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Trong một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 10, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Hwan Chun-kuk đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sự hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Triều Tiên và Nga, cho diễn biến này có thể biến Bình Nhưỡng trở thành một bên tích cực tham chiến. Chúng tôi hiểu rõ rằng Triều Tiên là quốc gia thường xuyên vi phạm các quy tắc quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, những hành động gần đây của Bình Nhưỡng khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ, ông Hwan nói. Đại sứ còn lên án Nga liều lĩnh khi lôi kéo một quốc gia thứ ba tham gia vào các hành động gây hấn của mình. Thật khó tin việc một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có hành động liều lĩnh và thay đổi cục diện cuộc chiến. Nga và Triều Tiên phải ngay lập tức ngừng vi phạm các nghĩa vụ quốc tế, đại sứ Hàn Quốc gay gắt. Theo ông, Triều Tiên sẽ mong đợi được Moscow trả công hậu hĩnh như hỗ trợ quân sự hoặc tài chính, hoặc có thể liên quan đến công nghệ vũ khí hạt nhân. Còn Nga nói gì? Hôm 21 tháng 10, nước này tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Triều Tiên, nhưng từ chối bình luận về kế hoạch sử dụng binh sĩ Triều Tiên trong các hoạt động quân sự chống Ukraine. Có rất nhiều thông tin mâu thuẫn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về các cáo buộc điều động binh sĩ Triều Tiên. Ông cho biết những câu hỏi này nên do Bộ Quốc phòng trả lời. Theo TASS, ông Peskov còn nói, Triều Tiên là một nước láng giềng và là đối tác thân thiết. Điện Kremlin sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng trong mọi lĩnh vực, vì đó là chủ quyền của họ. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba nào và vì thế không nên bị xem là một mối lo ngại. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 10, Mỹ nhấn mạnh việc Triều Tiên đưa binh sĩ đến chiến đấu cùng Nga tại Ukraine là một diễn biến nguy hiểm và rất đáng lo ngại. Khi thất bại trong nỗ lực lật đổ chính phủ Ukraine được bầu chọn dân chủ, Nga đang tìm cách mở rộng xung đột. Chúng tôi đã thấy các báo cáo về việc Triều Tiên gửi lực lượng và đang chuẩn bị đưa binh sĩ đến Ukraine để chiến đấu cùng Nga. Nếu đúng, đây sẽ là một diễn biến nguy hiểm và rất đáng lo ngại. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ quân sự giữa Triều Tiên và Nga ngày càng sâu sắc. Chúng tôi đang tham vấn với các đồng minh và đối tác về những hệ quả của động thái đáng lo ngại này. Nếu Nga thực sự phải dựa vào Triều Tiên để bổ sung nhân lực, điều đó cho thấy sự tuyệt vọng của Điện Kremlin. Chúng tôi biết rằng Nga đang chịu tổn thất nghiêm trọng trên chiến trường do quân đội Ukraine đang chiến đấu dũng cảm và hiệu quả. Moscow không thể duy trì cuộc chiến nếu không được trợ giúp. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến này sẽ kết thúc nếu Iran và Triều Tiên ngừng cung cấp hỗ trợ quân sự và nếu Trung Quốc ngừng chuyển giao các linh kiện quân sự lưỡng dụng. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nabenzia cáo buộc các nước phương Tây đang bị phân tâm với việc lan truyền những thông tin gây hoang mang dư luận về các mối đe dọa từ Iran, Trung Quốc và Triều Tiên. Theo ông, những thông tin này ngày càng phi lý. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, bà Barbara Woodward cho biết có khả năng cao là Triều Tiên đang gửi binh sĩ hỗ trợ Nga. Bà nhận định, càng khó khăn trong việc tuyển người Nga làm bia đỡ đạn, Tổng thống Vladimir Putin càng sẵn lòng dựa vào Triều Tiên để tiếp tục cuộc chiến bất hợp pháp của mình. Harder Putin finds it to recruit Russians.
Liên quan đến bầu cử Mỹ, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã tham gia một sự kiện ở bang North Carolina hôm 21 tháng 10 và có những chia sẻ về vụ án sát nhắm vào ông hồi tháng 7 tại Butler, bang Pennsylvania. Phát biểu trước đám đông, ông Trump tin rằng trong vụ ám sát bất thành vào ngày 13 tháng 7, ông đã được cứu khi bị một bàn tay siêu nhiên đẩy ngã xuống đất. Tôi muốn nghĩ rằng ơn trên đã cứu tôi vì một mục đích, đó là làm cho đất nước chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết, ông Trump nói. Cựu tổng thống tiếp tục bày tỏ, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng chính bàn tay của ơn trên đã dẫn dắt tôi đến vị trí ngày hôm nay. Chuyến thăm của ông Trump đến North Carolina diễn ra trong bối cảnh các đồng minh Cộng hòa của ông đang lo ngại thiệt hại nặng nề do bão Helene gây ra có thể ảnh hưởng đến số lượng cử tri đi bầu ở các vùng núi cao bảo thủ, những nơi vốn là chiến địa quan trọng của bang Pennsylvania. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh để liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!